Điều 1 thông tư số 2 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2023 đã sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng kiểm xe ô tô tại khoản 1, điều 6, thông tư 16 năm 2021. Theo đó, hồ sơ đăng kiểm xe ô tô bao gồm giấy tờ đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. Giấy tờ đăng ký xe có thể là một trong các loại giấy tờ sau: giấy đăng ký xe, giấy biên nhận giữ bản chính giấy đăng ký xe, kèm bản sao giấy đăng ký xe đang dùng để thế chấp của tổ chức tín dụng. Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính, kèm bản sao giấy đăng ký xe quy định mới bổ sung. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với xe cơ giới sản xuất lắp ráp trong nước trừ xe thanh lý. Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cải tạo với trường hợp xe mới cải tạo. Bản cà số khung, số động cơ đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định quy định mới bổ sung. Khai báo thông tin tại mẫu phiếu theo dõi hồ sơ quy định mới bổ sung.